Chào mừng các anh chị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Phạm Đăng Khoa Realtors, kênh YouTube chuyên cung cấp thông tin bất động sản cũng như cập nhật tiến độ thi công các công trình xây dựng và hạ tầng giao thông. Hôm nay Khoa xin cập nhật cho các anh chị và các bạn dự án cầu Bình Khánh. Cầu Bình Khánh cùng với cầu Phước Khánh là hai cây cầu dây văng có độ tĩnh không cao nhất Việt Nam. Được xây dựng ở kết nối đảo Cần Giờ cùng với huyện Nhà Bè và huyện Nhân Trạch của tỉnh Đồng Nai. Bây giờ xin mời các anh chị và các bạn theo dõi. Trước tiên Khoa xin nói về nhân vật chính trong video clip của chúng ta, đó chính là cầu Bình Khánh. Thì cầu Bình Khánh là cầu dây văng đường bộ đã được khởi công nằm trong dự án đường cao tốc Long Thành - Bến Lức thuộc tuyến đường cao tốc Bắc Nam. Cầu Bình Khánh bắc qua sông Xoài Rạp, nối hai huyện Nhà Bè và Cần Giờ của thành phố Hồ Chí Minh. Cầu được xây dựng từ tháng 8 năm 2015 và dự kiến hoàn thành cuối năm 2019. Tuy nhiên, tháng 10 năm 2019 thì vẫn chưa xong và hiện đang thiếu vốn, cho nên dự kiến là xong sẽ trong năm 2021. Cầu Bình Khánh có tổng chiều dài là 2.764m, rộng 21.75m với 4 làn xe lưu thông. Nhịp chính cầu dài 375m, cầu có hai trụ cao 155m, tĩnh không, thông thuyền là 55m. Cầu Bình Khánh cùng với cầu Phước Khánh sẽ là hai cây cầu có khổ tĩnh không, thông thuyền lớn nhất Việt Nam khi hoàn thành xây dựng. Và phía bên kia của đảo, chúng ta có thể thấy đó là cây cầu Phước Khánh. Cầu Phước Khánh cũng thuộc dự án đường cao tốc Long Thành - Bến Lức thuộc tuyến đường cao tốc Bắc Nam và là cây cầu thứ ba được xây dựng trên tuyến cao tốc này. Cầu Phước Khánh thì bắc qua sông Lòng Tàu, nối huyện Cần Giờ của thành phố Hồ Chí Minh với huyện Nhân Trạch của tỉnh Đồng Nai. Thì cầu Phước Khánh cũng có độ tĩnh không, thông thuyền là 55m và tổng chiều dài của cầu Phước Khánh là 3.186m và chiều cao trụ cầu là 135m cùng với mặt cắt ngang cầu là 21.75m. Cả hai cây cầu thiết kế giai đoạn 1 sẽ là 80 km/h. Giai đoạn 2 sau khi hoàn thành toàn tuyến này thì sẽ được chạy với tốc độ 100 km/h. Ngoài ra, sau khi hai cây cầu này đi vào hoạt động, dự kiến là khoảng năm 2021. Sau đó chúng ta sẽ có những cái đường nhánh rẽ xuống đường rừng sát của huyện Cần Giờ. Thì lúc đó huyện Cần Giờ sẽ rất là gần với trung tâm thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta và dễ dàng thuận tiện di chuyển ở giữa Đồng Nai và thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra cũng góp phần làm cho phát triển huyện đảo Cần Giờ thành một huyện đảo có tính du lịch cao. Huyện đảo Cần Giờ đã được Vingroup đang được đầu tư xây dựng một cái khu lấn biển, khu du lịch rất là mang tầm cỡ của quốc tế. Mình đã có video clip làm về cái khu này. Mình sẽ để cái đường link ở bên trên cái màn hình ở phía bên góc phía tay phải của anh chị. Ngoài ra mình sẽ để cái đường link ở cái phần mô tả video ở bên dưới, anh chị tìm tham khảo. Huyện đảo Cần Giờ sẽ được có thêm một cây cầu thứ ba nữa, đó là cầu Cần Giờ. Và cầu Cần Giờ dự kiến là sẽ lớn hơn cầu Bình Khánh và Phước Khánh. Cầu Cần Giờ sẽ nằm giữa hai cây cầu này, nối từ quận 7 huyện Nhà Bè qua bên huyện đảo Cần Giờ. Và cầu Cần Giờ có hình cây đước mọc lên giữa bờ sông và được thiết kế rất là cách điệu, với tổng mức vốn đầu tư lên tới 5.300 tỷ đồng. Nhưng mà hiện bây giờ dự kiến là năm 2020 sẽ xây dựng, nhưng mà mình nghĩ là chắc chắn sẽ không thể xây dựng trong năm nay vì tình hình dịch bệnh. Ngoài ra vốn cũng chưa thu xếp kịp thời. Và mình cũng xin nói thêm là cái tuyến cao tốc khi bắc qua đoạn từ thành phố Hồ Chí Minh qua tới khu đầu của huyện Nhân Trạch thì được hỗ trợ bởi quỹ đầu tư quốc tế JICA của Nhật Bản. Bây giờ xin mời các anh chị tiếp tục theo dõi video clip. Các anh chị nếu thấy kênh YouTube này cung cấp nhiều thông tin cho các anh chị thì hãy vui lòng đăng ký subscribe ở bên dưới để theo dõi các video clip mới nhất, và mình cũng có nhiều video clip sẽ up mỗi ngày thường xuyên hơn. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị trong các video clip tiếp theo.